Để xuống đây, nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi một lát đi. Trưởng lão, ông đợi người ở đây à? Hòa thượng này là một kẻ điếc. Trưởng lão, có muốn uống chút nước không? Không đâu, Ngộ Không nói rồi, không được uống nước của người lạ. Ngộ Không? Mẹ ông tên vậy à? Chắc chắn ông ấy làm gì sai rồi, mẹ ông ấy bắt đứng đây phạt. Đừng vô lễ, bạn nhỏ đáng yêu quá. Ngộ Không không phải mẹ ta, nó là đồ đệ của ta. Bần tăng đến từ Đông Thủ Đại Đường, đang tới. Ngộ Không nói rồi, không được nói chuyện với người lạ. Hòa thượng này ngộ nghĩnh quá nhỉ. Ông ơi, sao ở kia lại có xương cá? Nơi này vốn là sông Lưu Sa. Nước trong sông này rất kỳ lạ. Dù là Long Phủ nhẹ nhất cũng không thể nổi lên. Trong con sông này có một con yêu quái, nó từng ăn 9 người đi lấy kinh. Chỉ có đầu lâu của 9 người lấy kinh này mới có thể nổi lên. Yêu quái này cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nó xoa đầu của 9 người này lại, treo trên cổ. Vậy à ông, cháu lấy cái này ở đâu ra? Vừa mới mua trên đường đó, họ nói đây là đồ lưu niệm ở trấn Lưu Sa, còn có thể tránh tà, nên cô mua một cái, lại tiêu tiền linh tinh. Đám đàn bà phung phí, đây chỉ là lừa người ngoài tới thôi. Mọi người mau nhìn xem, xương cá to quá. Thúy Hồng, mau quay lại, mau quay lại đi. Thúy Hồng, Thúy Hồng, làm gì đó thế? Thúy Hồng, Thúy Hồng, mau quay lại đi. Thúy Hồng, quay lại đi. Thúy Hồng, quay lại. Yêu quái đến rồi. Cô bé, mau quay lại đi. Yêu quái đến rồi. Yêu quái ở đâu cơ? Yêu quái ở đâu cơ? Mau quay lại đi Thúy Hồng. Thí chủ, đừng qua đó, yêu quái sắp đến rồi. Thúy Hồng, quay lại đi Thúy Hồng. Mau qua đây, mau qua đây. Mẹ, mẹ, mẹ. Mẹ, mẹ. Thúy Hồng, Thúy Hồng, Thúy Hồng. Cháu gái, cháu gái, cháu gái của ta. Trưởng lão, trưởng lão, bà cứu cháu ta đi, bà cứu cháu ta đi. Trưởng lão, sư phụ, dù người có nhìn thấy gì, nghe thấy gì, người nhất thiết không được bước ra khỏi phòng này, đợi lão tôn quay lại. Cứu cháu ta đi trưởng lão, trưởng lão, cứu cháu ta đi, ta cầu xin ông. Ngộ Không nói tất cả đều là giả. Không phải là thật, không phải thật, không được, không kịp nữa rồi, cứu người quan trọng.
Đi, nhanh lên. Tôi rồi. Bắt bẫy rồi. Đại Thiên Đại Thánh Vạn Yêu Chi Thành. Hầu ca, sư phụ chỉ tạm thời rời đi thôi. Hầu ca, huynh không cần lo lắng quá đâu. Không phải yêu quái nào cũng muốn ăn thịt sư phụ đâu. Có những yêu quái có lẽ chỉ ngưỡng mộ con người và tài hoa của sư phụ thôi. Biết đâu bây giờ sư phụ đang hưởng thụ đó. Hay là chúng ta chia đồ đi. Huynh về hoa quả sơn của huynh, ta về cao lão trang của ta. Ta biết huynh không nỡ bỏ sư phụ. Thế này đi, cái bồ tiểu này huynh cầm đi, lúc nhớ sư phụ thì ngửi, để làm kỷ niệm cho huynh. Dọn đồ lại. Được, hầu ca. Hầu ca, chúng ta đi đâu tìm sư phụ đây? Ở kia. Đây là chỗ nào thế? Đường Tam Tạng. Chính kiếp của ngươi đều chưa từng đi qua sông Lusa này. Ta thấy kiếp này ngươi cũng phải ở lại đây rồi. Phật tổ nói, người làm việc tốt, nói lời hay ý đẹp, có suy nghĩ tốt, vần ở đây nhân ba. Thí chủ có thể đưa Bần Tăng đến đây để tránh gió cát. Thiết nghĩ chắc chắn là một yêu quái tốt. Nhưng Bần Tăng thật sự có việc quan trọng phải làm, thật sự không tiện ở lâu. Hòa thượng chết tiệt, ngươi tưởng người muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Bần Tăng biết thí chủ hiếu khách, hay là đợi Bần Tăng lấy kinh xong rồi quay lại làm khách, đến lúc đó ta sẽ tặng thí chủ vài cuốn chân kinh. Lần này quả thực đến gấp gáp quá, đi tay không, thật sự là rất thất lễ, thất lễ, thất lễ, thất lễ. Đừng đùa nữa, xấu quá. Sao ngươi lại ra đây? Trốn thì không phải là rất ổn sao? Rất có cảm giác bí ẩn, tốt nhất là ngươi nói ít thôi. Bởi vì ta nhìn thấy ngươi là thấy buồn nôn. Ngươi có phải là dạ dày không được khỏe không? Lần đầu tiên gặp ngươi ta đã cảm thấy ngươi không phải là một yêu quái bình thường. Không chỉ không muốn ăn thịt mà còn cảm thấy ta rất buồn nôn. Thật sự là nên quảng bá rộng rãi ở yêu giới. Im miệng. Khi ta lấy được trái tim đá của Tôn Ngộ Không, ta sẽ chặt ngươi ra cho chó ăn. Thứ người muốn là tim đá của Ngộ Không, chứ không phải là ta. Vậy thì ngươi tuyệt lắm đó. Để ta giúp đệ. Thô lỗ. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng Nguyên Soái Trư Bát Giới. Thank you.
chỉ dựa vào hai tên ức ơ các ngươi mà cũng muốn mạo danh yêu vương, không biết xấu hổ. Trông xấu xí như thế thì phải biết xấu hổ. Đẹp trai bằng đụng uống đỡ ta thì ta sẽ không tức giận như vậy đâu. Làm gì đó, làm gì đó. Mặt trời lặn rồi đấy, có biết không hả? Lão đại, cứ tiếp tục như thế này thì các ngươi đi làm ảo thuật, làm ăn bày cho ta. Lão đại, lão đại, nhẹ tay thôi. Hầu ca, cô ta sỉ nhục huynh. Ta giúp huynh giết cô ta. Nhưng mà cô ta đã đưa tiền rồi, để lần sau xử lý cô ta sao? Người từ nơi khác đến à? Người từ nơi khác muốn đến Trần Lưu Sa bọn ta kiếm cơm, mà chỉ có chút bản lĩnh này thì không sống được đâu. Phường hai quán trọ của ta thiếu người làm, bao ăn bao ở, có muốn suy nghĩ một chút không? Được thôi. Da dẻ mịn màng thật đấy. Tìm sư phụ cũng cần có sức mà. Vừa ăn vừa tìm là dễ tìm nhất. Da dẻ thật sự rất mịn màng đấy. Những món này chính là những món nổi tiếng của quán. Sau này hai người đều phải học cách làm. Quy tắc của quán rất đơn giản. Làm việc thì có cơm ăn, lười biếng thì nhịn đói. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Mọi người nợ tiền ngươi à? Mỉm cười khi phục vụ có hiểu không? Ngươi cứ xỉ mặt ra thì lấy đâu ra khách? Thủy Tiên A Chưởng. Được, 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 được rồi, được rồi. Đã hiểu chưa? Mỉm cười đi. Được, được, được. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Đừng làm lãng phí. Bọn ta đều hiểu cả. Đừng làm lãng phí. Ăn đo rồi làm việc. Lão đại, cô không sao chứ? Quỳnh ngốc thế, còn chưa ăn đồ ăn mà. Hầu ca, ngỡ trấn lui xa này thật ra cũng khá đấy. Nhưng đồ ăn thì bình thường, bọn chúng đâu phải là người, toàn là yêu quái. Để ta xem bọn chúng giở trò gì. Yêu khí nặng quá. Đi, đi, đi. Yêu khí ngút trời. Các vị muốn ăn gì? Ăn thịt yêu quái, hầm tim yêu quái, lột da yêu quái. Khách quan nói đùa rồi. Quán chúng ta không có mấy món mà ngài gọi đâu. Hay là ta đem cho các ngài mấy món nổi tiếng. Nhìn cái gì mà nhìn. Mau ăn cơm đi. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn dám mạnh miệng. Mau ăn đi. Nào. Hợp Đình Lộc. Hóa ra là một yêu tinh hoa à. Tiện nhân, tối nay ta sẽ đánh người hồn bay phách tán. Dám làm lão đại của bọn ta bị thương, ta liều mạng với ngươi. Chỉ dựa vào ngươi. Chết đi. Vẫn là Quỳnh ngầu nhất. Còn không thèm né. Giỏi. Ta đã từng giết rất nhiều yêu quái, nhưng yêu tinh hoa thì mới lần đầu gặp. Mộc hoa trên người của người có ngọt không? Có bản lĩnh thì giết ta đi. Đợi ta hút hết mật hoa thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
Nói, đồng bọn của ngươi ở đâu? Kẻ nào đó? Kẻ nào đó? Hậu ca, ta thấy ném đũa không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại phải ném đũa của ta chứ? Thần kinh, ta ném bao giờ? Ngươi ăn đi. Hóa ra là các ngươi. Không phải, không có. Bọn ta đến đây để ăn cơm. Hợp Đình Long. Lão đại, không sao chứ? Không sao, có ta ở đây, ta bảo vệ cô là được rồi. Không sao là tốt rồi. Ta rất thân với Quynh ấy, thường ngày Quynh ấy đều như vậy. Rốt cuộc các ngươi là yêu quái gì? Ngươi có giỏi thì sư phụ không sao chứ? Thứ gì đánh ta vậy? Sư phụ, nhanh quá không nhìn rõ. Ngươi, hóa ra là Thiên Bồng Nguyên Soái và Tề Thiên Đại Thánh. Tiểu nhân biết lỗi rồi. Thần tiên tha mạng. Ngộ Không, tha cho ba bọn chúng một con đường sống đi, để cho bọn họ quay về làm người cho tốt. Tề Thiên Đại Thánh đến. Tề Thiên Đại Thánh đến. Những cái này đều là hư danh thôi. Thiên Vọng Nguyên Soái, các ngài đi Tây Thiên lấy kinh cùng Đường Tăng chắc hẳn là đã gặp không ít khó khăn nhỉ? Khó khăn thì chắc chắn là có, nhưng cho dù không có khó khăn thì ngươi cũng phải tạo ra khó khăn để giải quyết chứ, nếu không thì nhàm chán biết mấy, đúng không? Tài nghệ của thằng nhóc ngươi được đấy, Đại Thánh uống nước đi. Đa tạ Đại Thánh ra tay cứu giúp, ta tên là Tiểu Mang, ban nãy đã mạo phạm, xin Đại Thánh thứ tội. Chỉ là ngứa tay thôi. Đa tạ Đại Thánh ngứa tay. Trấn lui sao bọn ta? Đều là yêu quái bậc thấp hóa thành hình người, không có bản lĩnh lớn gì, nhưng bọn ta cũng chưa từng hại người. Nhưng cho dù là vậy thì cũng vẫn bị những người bắt yêu đánh giết. Hôm nay may mà có Đại Thánh, uy danh của Đại Thánh vang xa, từ lâu đã là niềm tự hào của yêu giới bọn ta rồi. Ta là một người đi lấy kinh. Bên ngoài có yêu khí nặng quá. Mau chạy đi. Đại Thánh, thật sự là Tề Thiên Đại Thánh. Lộ Sinh, buông tay ra. Xin Đại Thánh được trách tội. Đứa trẻ này không hiểu chuyện. Hầu ca,
đừng căng thẳng như thế. Đừng căng thẳng như vậy mà. Đệ thì hiểu cái gì? Trẻ con mà, cần đệ phải dạy à? Ông nhìn Tô Ngộ Không với Trư Bát Giới kìa, lùn hơn trong truyền thuyết một chút. Bà nói cái gì vậy? Làm gì vậy? Đại thánh, đại thánh, ta là người hâm mộ trung thành của ngài. Ngài nhìn này, Tề Thiên Đại Thánh. Người hâm mộ đấy. Sợ chứ? Đại thánh, răng của ngài trắng quá. Đúng vậy đó bạn nhỏ, nếu như cháu đánh răng hàng ngày như quân ấy thì răng của cháu cũng sẽ trắng như vậy đấy. Đại thánh, tặng cho ngài. Hai vị yêu vương từ xa đến đây, tiểu yêu trong trấn chúng ta vô cùng vinh hạnh. Cả trấn đều là yêu quái à? Làm sao? Nơi này vốn là nước vạn hoa, cỏ cây hoa lá hút linh khí đất trời, tu luyện thành yêu. Nước vạn hoa vốn là một biển hoa, mấy trăm năm trước bị một ngọn lửa từ trên trời rơi xuống thiêu hủy, biến thành biển cát mênh mông. Bây giờ chỉ còn lại thành đuôi sa này là có sự sống. Những yêu quái sống sót bọn ta đều tụ tập cả ở đây. Bọn ta mở tiệc tại đây, mong rằng hai vị sẽ tham gia. Được, ăn chứ, phải ăn chứ. Ăn đi, lại ăn. Để quên là chúng ta đến đây để làm gì rồi à? Có chuyện gì thì ta vừa ăn vừa nói đi. Lát nữa đồng ngực có thể hỏi thử mà. Nào, ăn đi, ăn đi. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Chưa ca ca. Có cần tiểu nữ rót rượu cho huynh không? Cô tên là gì? Tiểu nữ tên là Trân Châu, là một cây nhót hành tinh. Chả trách lại cười ngọt ngào như thế, hóa ra là nhót hành tinh. Ngồi đi, ngồi đi. Cô có biết không, chúng ta có duyên phận lắm đấy. Duyên phận? Duyên phận gì? Cô tên là Trân Châu, còn ta là con heo thật. Có phải là có duyên không? Còn như là có duyên. Đại thánh, ngày nào ông nội ta cũng hát Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cho ta nghe. Ta biết món đại thánh thích ăn nhất chính là quả đào. Cuối cùng cũng đến rồi. Đây là cơ hội duy nhất của nước vạn hoa chúng ta. Yêu linh của nước vạn hoa chúng ta càng ngày càng suy yếu, không chống đỡ được bao lâu nữa. Chỉ có lấy được tim đá của Tôn Ngộ Không thì mới có thể cứu được nước vạn hoa. Linh bà, đại thánh từng cứu bọn ta, chúng ta không thể làm như vậy được. Cứu người? Ngươi coi hắn là đồng loại thật sao? Con khỉ đá này trời sinh tính tình tàn bạo, suốt đường đi đã giết không biết bao nhiêu yêu quái. Ngươi không giết bọn chúng thì sớm muộn gì hắn cũng giết sạch chúng ta. Người có còn nhớ nước vạn hoa chúng ta vì sao lại biến thành biển cát hay không? Ý của bà là hắn chính là viên đá lửa từ trên trời rơi xuống năm đó. Viên đá lửa này lại đến rồi. Đây chính là số mệnh của nước vạn hoa chúng ta. Công chúa làm cho biển cát trở lại thành biển hoa, hay là mở to mắt nhìn từng người chết đi? Người quyết định đi. Nào nào nào, ta kính ngài. Được.
Trưa ca ca, Quỳnh đừng cứ nhìn chằm chằm ta, ta sẽ thấy xấu hổ. Ta có sao? Ta cứ bất giác nhìn cô đấy, xin lỗi nhé. Có lẽ là ngài muốn ăn chuối đúng không? Xem ra sắp toàn lừa người hết cả. Nào, hóa ra đại thánh thích ăn táo. Đại thánh ăn táo của ta rồi. 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 Tiểu nhị, tiểu nhị, nhanh lên, cho chút nước. Ngươi tưởng ngươi là khách đến tiêu tiền ở quán trọ à? Có cần phục vụ cho ngươi một nụ cười không? Cút đi. Ta đảm bảo, chỉ cần ngươi thả ta ra thì ta sẽ không giết các ngươi. Ngươi chết đến nơi rồi mà còn khuynh hoang thế à? Ta nói cho ngươi biết, mấy hôm nữa sẽ đem ngươi đi tế thần cát. Trước khi chết, tốt nhất là ngươi ăn nhiều một chút. Thần cát là ai? Ai là thần cát? Ta hỏi các ngươi, thần cát là kẻ nào? Hầu ca đừng kích động. Cô có sợ không? Không sợ. Nhưng mà ta sợ lắm. Vẫn còn cứng miệng à? Không thấy quan tài không đủ lệ. Đại thánh, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói. Có phải là ngươi đã bắt sư phụ của ta không? Nói. Đại thánh, đại thánh bớt giận. Đại thánh, bọn ta đều chỉ là tiểu yêu cấp thấp, không có bản lĩnh đó đâu. Đại thánh bớt giận. Đại thánh, đám tiểu yêu bọn ta đâu dám chứ. Đại thánh bớt giận. Đại thánh bớt giận. Đại thánh bớt giận. Hầu ca, thả cô ấy ra trước đi. Quynh nhìn cô ấy đi, sắp bị Quynh bóp chết luôn rồi. Dám lừa ta thì ta sẽ giết sạch các ngươi. Lão đại, nói, thần cát là kẻ nào? Hắn vốn là yêu quái dưới sông Lusa, chuyên ăn thịt những người đi qua sông Lusa. Bây giờ sông Lusa biến thành hoang mạc, người đi qua ít đi. Hắn ép bọn ta tháng 7 hàng năm phải bắt người sống để tế hắn, nếu không hắn sẽ ăn thịt chúng ta. Nhưng trước giờ bọn ta không dám hại người mà, đại thánh. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn ta đã ăn không ít tiểu yêu ở chỗ chúng tôi rồi. Nếu không phải đại thánh bắt được mấy tên bắt yêu quái này, chúng tôi cũng không dám. Đại thánh, đại thánh, chúng tôi thật sự không bắt sư phụ ngài. Hầu ca, hầu ca, hầu ca à. Quynh nhìn họ toàn là hoa với cỏ kìa, hẳn là không có ai làm được gì đâu. Phải lại người ta không thích ăn thịt mà. Nhưng yêu quái sông mà quấy nói đến thì có thể đó. Nói đi, yêu quái sông ở đâu? Con yêu quái đó ở sâu trong sa mạc, không ai tìm được tung tích của hắn. Trừ phi hỏi tiên nhân chỉ đường. Còn có cả tiên nhân chỉ đường nữa. Đang ở đâu? Mau ra đây nhanh lên. Số cuộc hắn ta là thứ gì? Người đó vốn là một đạo sĩ nhỏ, đến núi Tiện Lòng tu hành, đi ngang qua đây. Hắn hỏi một đội buôn, không ngờ đội buôn đó lại chỉ cho hắn đi vào sâu trong sa mạc. Đạo sĩ nhỏ đi suốt 7 ngày 7 đêm. Khi phát hiện bị lừa thì đã muộn. Đạo sĩ nhỏ oán khí không tan, hóa thành yêu quái, sau đó vẫn luôn ở trong sa mạc, chỉ đường cho mọi người. Đường mà hắn chỉ chắc chắn là đường chết. Bây giờ chúng ta đi tìm tiên nhân chỉ đường đó.
Đại Thánh. Tiên nhân chỉ đường đó, chỉ xuất hiện vào giờ ngọ. Bây giờ có đi cũng không tìm được. Sao lại phiền phức đến thế? Nói sớm một chút, ta sắp bị đánh chết rồi. Đại Thánh, nếu Đại Thánh tin ta, giờ trời sáng ta bảo Tiểu Mang dẫn hai người đi, cũng để chứng minh chúng ta trong sạch. Có Tiểu Mang đi là tốt rồi còn gì. Công chúa, đây là bảo vật của nước Vạn Hoa chúng ta, đào nhiếp hồn. Người cầm nó theo người, rồi đâm vào tim Tôn Ngộ Không. Đào nhiếp hồn sẽ hút trái tim của hắn. Yêu tinh hoa bé nhỏ này thật sự có thể lấy trái tim bất tử của Tôn Ngộ Không? Người đang nói chuyện với ta sao, yêu quái tiên sinh? Cô ấy là lựa chọn duy nhất. Đây là Tôn Ngộ Không này vốn tính đa nghi, người lạ bình thường rất khó tiếp cận. Nhưng yêu tinh hoa này sinh ra từ cùng một tảng đá linh khí với hắn, dễ được Tôn Ngộ Không tin tưởng nhất. Hơn nữa cô ta rất tin chuyện cứu nước Vạn Hoa. Với hiểu biết của ta về cô ta, chắc chắn cô ta sẽ chịu mạo hiểm. Quả nhiên là lòng dạ phụ nữ độc ác nhất. Thiết nghĩ chắc vị này là phu nhân yêu quái nhỉ. Quả thật là trẻ tuổi xinh đẹp, vô cùng duyên dáng. Nếu có thể thêm cả tâm địa lương thiện, vậy thì thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Hoài thượng chết tiệt, câm mồm. Đừng tức giận, tức giận nhiều sẽ dễ có nếp nhăn đó. Thật đấy, ta thấy người và yêu quái tiên sinh này rất có tướng phù thê. Nếu hai người có thể bỏ đao xuống, ta lập tức tác thành cho hai người làm người chứng hôn lễ hay gì đó đều được mà. Ta thấy các người lừa dối lợi dụng một đóa hoa nhỏ thuần khiết để làm chuyện xấu, làm nhiều chuyện mất hết nhân tính, rất khó được người khác chúc phúc. Ta khuyên các người tốt nhất là im lặng. Ta còn một câu nữa, cơ thể Ngộ Không là bất khả xâm phạm, không phải là các người muốn giết là giết được đâu. Không bằng sớm ngày xóa bỏ ác niệm này, sống cho tốt đi. Người không cần lo, yêu tinh hoa này có thể sinh ra từ đá linh khí, chắc chắn là có chỗ hơn người. Ngươi chúc phúc cho đồ đệ của mình đi thì hơn. Nhìn đi, cô nương Tiểu Mang tốt với chúng ta như vậy, cho ăn cho uống, người ta cung kính chúng ta như thần Phật. Quỳnh lại bóp cổ người ta, Quỳnh suýt nữa đã giết người ta, có nói thế nào cũng không hợp lý. Cái tính khỉ của Quỳnh phải thay đổi thật đấy. Phật ngữ đã nói rồi, phải có lòng từ bi với vạn vật mới có thể bộ bộ sinh liên. Quỳnh hừ cái gì? Giờ ta có nói sai cho Quỳnh không? Quỳnh cứ cái tính khỉ thế này, sai còn không chịu nhận. Đúng lúc ta có bình thuốc, nghe nói trị ngoại thương rất tốt. Cầm đi, chúng ta còn phải ở chỗ người ta đó. Này, đi đâu đấy? Đi nặng. Đi nặng. Đi nặng thì Quỳnh cầm thuốc của ta làm gì? Thuốc của ta không dụng trang đâu. Ngài muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ta phải hỏi cô muốn làm gì đó. Ta đi nhầm. Sao rồi? Vất vả rồi, ngủ sớm đi. Được, chắc là đã đưa thuốc rồi.
Các huynh đi chậm thôi. Vội động phòng à, mà nhanh thế. Sắp thành lợn quay rồi. Tìm cả ngày chả có lấy một giọt nước nào. Khát chết rồi. Hóa ra cô bị thương nặng thế à? Hôm qua không có ai đưa thuốc cho cô sao? Không ai cho cô thuốc à? Ném chuẩn chút chứ. Tay ở đây chứ không phải ở đây. Dùng cái này nhanh khỏi lắm. Lão Hầu đưa đó. Cảm ơn. Thuốc không phải ta đưa. Không phải quân. Chẳng lẽ là tiên nhân chỉ đường? Sai rồi không dám nhận. Cho cũng không dám nhận. Có thấy mệt không? Cô nói có phải không? Không phải đệ. Ngươi, tiên nhân chỉ đường này lúc nào mới xuất hiện? Đã sắp qua giờ ngọ rồi. Nếu hôm nay hắn không tới nữa, chúng ta chỉ có thể đợi đến mai. Sao? Ra đây đi. Tiên nhân chỉ đường. Cái tên tiểu tử nhà ngươi mau ra đây. Mau ra đây cho ta. Ra đây. Cô nương tiểu mang, cô đã từng thấy khi sốt ruột chưa? Cô nói xem, ngày nào cũng đối mặt với tên thần kinh này. Ta mệt biết bao. Đại thánh, nếu tiên nhân chỉ đường không tự xuất hiện thì không ai gọi ra được. Sao? Được rồi. Có phải ta khát quá rồi không? Sao ở đó lại có cái giếng? Là ảo giác. Hắn đến rồi. 1, 2, 3. 2, 2, 3. Đi theo sư phụ lên Bao Sơn. Bao Sơn có một bao lão đạo. Sư phụ truyền tài nghệ cho ta, dạy cho 8 đồ đệ. Có 7 đồ đệ đã thành tiên. Chỉ vì ta ham chơi không học, sư phụ nổi giận đuổi ta xuống núi. Xuống núi không có việc gì làm, làm thần tiên trong sông Lưu Sa. Tiên nhân chỉ đường. Đỡ ta cái nào, huynh đệ? Đỡ gì mà đỡ? Ai là huynh đệ của ngươi? Không ra được thì ở trong đấy mà nói. Ngươi cẩn thận chút đi. Huynh đệ, đi đâu? Về đâu đấy? Bần đạo sẵn lòng chỉ đường chết cho ngươi. Đừng có mà giả thần giả quỷ với ta. Nói cho ta biết, yêu quái sông ăn thịt người ở đâu? Ngươi muốn tìm yêu quái sông à? Thế khóa chẳng phải đi tìm cái chết sao? Ta chỉ đường chết cho người không muốn chết, chỉ đường chết cho người muốn chết. Thì hời cho ngươi quá. Ngươi đâu có cho ta tiền chỉ đường. Xem ra ngươi muốn chết nhỉ? Ta ở đây này. Vẫn may. Bắt 7 rồi. Cô xem, Tề Thiên Đại Thánh và Thiên Vọng Nguyên Soái cũng chỉ vậy thôi. Pháp bảo của ta vẫn ghê gớm hơn. Ra tay đi, tiểu cô nương.
Linh bà bảo bần đạo giúp cô lấy trái tim đá của con khỉ này, giờ đến lượt cô ra tay rồi đó. Không làm được à? Hãy để ta giúp cô nhé. Ta sợ, ta phấn khích quá sẽ băm vằm hắn mất, không cần tới ngươi. Ta tự làm. Xin lỗi đại thánh, vì nước vạn hoa, vì mọi người. Trái tim ở bên trái. Dĩ nhiên là ta biết, không cần ngươi phải nhắc ta. Vì nước vạn hoa, vì mọi người. Ôi mẹ ơi, lệ mề quá. Da cứng quá đi mất. Ta cố hết sức rồi. Quên đệ, cố đuôi ta đấy à. Nhìn mà ta ngứa hết cả tay rồi. Tốt quá, tốt quá. Vừa nãy ngài ngất xỉu làm ta sợ khiếp vía. Tốt quá, tốt quá. Ngài không sao thì tốt, không sao thì tốt. Cẩn thận. Đi đi, ngươi giỏi đi lắm cơ mà. Bây giờ bảo ngươi đi, sao không đi? Đi đi chứ. Đại thánh, đi đâu về đâu đấy? Bần đạo sẵn lòng chỉ đường miễn phí cho ngài. Bắt ta hỏi ngươi một lần nữa hả? Yêu quái xong mà ngài nói, đã rất lâu rồi không xuất hiện. Tính hắn hướng nội, rất ít gặp ai. Chỉ vào hàng năm, mỗi khi sông Lusa tế thần cát, hắn mới ra kiếm chút thức ăn. Nghe nói đại thánh đến tìm đường tăng. Yêu quái sông Lusa đang tổng cộng 9 người đi lấy kinh. Ta e sư phụ ngài đã bị hắn ăn thịt lâu rồi. Cái gì? Hầu ca, ban nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao tiểu màng cô nương ngài ngất xỉu? Đầu của tiên nhân chỉ đường kia đâu? Có phải quên là sát sinh rồi không? Sư phụ vắng mặt, ta phải trông chừng huynh. Lần đầu tiên thấy huynh cõng nữ nhân, tình cảnh này khiến ta nhớ về mối tình đầu ở Cao Lão Trang của ta. Mối tình đầu? Lão đại, lão đại, cô tỉnh rồi, không sao chứ? Lão đại, nào, nào, từ từ thôi, nhẹ thôi, từ từ. Đã xảy ra chuyện gì? Đại thánh cõng cô về đấy, bọn ta không dám hỏi nhiều. Đại thánh. Nè. Nào. Y hệt như trong sách nói, hoa quả sơn khắp nơi đều có trái cây. Đại thánh chỉ ăn một miếng ngọt nhất, không bao giờ ăn miếng thứ hai. Bởi vì nếu ta ăn miếng thứ hai thì sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ. Quả táo to quá. Ở hoa quả sơn, quả táo nhỏ nhất cũng phải cỡ này. Táo lớn tới vậy
thì dưa hấu chắc phải lớn cỡ này à? Táo của ta. Táo ơi, đừng chạy. Lão đại, hóa ra đại thánh cũng biết cười. Cười lên, còn chẳng đẹp bằng ta. À phải, lão đại, vừa nãy Linh bà có việc tìm cô. Đi, đi, đi. Sao hôm nay nghĩ đến tới tìm ta vậy? Không ngờ cô còn sốt ruột hơn ta. Khi nào thì đại thánh trở lại? Đại thánh sẽ không trở lại nữa. Không trở lại ư? Cô không cảm thấy vào lúc này chỉ có hai ta chẳng phải càng tốt hơn sao? Vậy ta có thể hỏi Quỳnh những điều về đại thánh không? Tại sao? Tại sao cô phải hỏi về con khỉ đó chứ? Cô đừng trông hắn cứng cỏi thế này. Thực ra hắn chỉ là một cục đá, không thể có tình cảm. Một khi hắn mà động lòng thì không cứng cỏi được nữa, cô hiểu không? Ta không hiểu ý của Quỳnh. Ta nói thẳng luôn nhé, hắn không thích con gái. Không thích con gái ư? Tức là hắn cũng không thích đàn ông. Ý của ta là hắn mà động lòng phàm thì sẽ phá hỏng thân thể kim cương bất hoại của hắn và sẽ vỡ ra. Vỡ? Vỡ? Là vậy à? Hắn là một kẻ sợ chết. Trên con đường tình yêu, chắc chắn hắn không dũng cảm bằng ta. Nếu ta mà không có tình yêu thì ta thà chết còn hơn. Chu ca ca, không còn sớm nữa. Quỳnh nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta lại tới tìm Quỳnh. Thật ra ta có rất là nhiều điều mà ngươi không biết đâu. Quá là vội vã, quá là vội vã đi. Hỏi ngươi một câu. Nói đi, ngày nào ngươi cũng cõng thứ đó, không thấy mệt à? Không mệt. Vậy ta cũng hỏi ngài một câu. Kể cho ta nghe về hoa quả sơn thật sự đi. Có gì đâu mà kể. Thế này đi, đây là hòn đá của hoa quả sơn, ngươi cầm lấy nghe đi. Hòn đá của hoa quả sơn. Ngươi nghe thấy gì? Có thác nước. Còn có rất nhiều khỉ con. Còn có rất nhiều cá. Cá mà ngươi cũng nghe được à? Ta đoán đó. Có thể cho ta nghe nữa không? Tặng cái đó cho ngươi luôn. Về nhà từ từ mà nghe. Ngươi nên đi ngủ rồi đấy. Thật sao, đại thánh? Nhưng mà ta không dám về nhà một mình. Vì sao? Sợ thần khác. Thần khác sẽ ăn thịt trẻ con. Mấy ngày nữa ta sẽ bắt hắn về cho ngươi làm người cửa. Tốt quá. Chắc chắc chắc. Ta đã cố hết sức rồi. Ta thật sự không làm được. Ta bỏ cuộc. Công chúa, người hãy suy nghĩ lại đi. Bà đừng vậy mà, mau đứng lên đi. Công chúa, yêu linh của chúng ta đang ngàn cơn treo sợi tóc. Người không thể bỏ cuộc như vậy được. Mọi người có thể không biết người là công chúa, nhưng bản thân người không thể quên. Công chúa hay không gì chứ, chuyện đó hoàn toàn không quan trọng. Ta thà được giống như mọi người, là một tiểu yêu bình thường.
Bây giờ nước Vạn Hoa gặp nạn, bảo ta đứng ra thì tất nhiên ta sẵn lòng. Nhưng mà cơ thể Tôn Ngộ Không cứng rắn vô cùng, sao bà có thể lấy được trái tim của hắn? Ngày nào Tôn Ngộ Không còn chưa tìm được đường tăng thì hắn sẽ không rời khỏi trấn Lưu Sa. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Lão đại, không hay rồi, Táo Thúc xảy ra chuyện rồi. Yêu linh của Táo Thúc mất rồi. Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải thường ngày Táo Thúc vẫn khỏe lắm sao? Sao lại như vậy chứ? Sao yêu linh này nói mất là mất chứ? Xem ra tai nạn của nước Vạn Hoa còn đến nhanh hơn ta dự tính. Khi nào tên này mới ra chứ? Tiểu ma cô nương, có phải cô đang căng thẳng lắm không? Ta không căng thẳng. Không căng thẳng thì sao, cứ bấu vào ta mãi, còn bấu đâu vậy nữa? Nếu cô sợ thì cứ về trước đi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân. Đừng sợ, có ta đây. Động đậy rồi kìa. Xem ra cá sắp cắn câu rồi. Ai đấy? Ai phá hỏng chuyện tốt của ông đây hả? Có phải người bắt sư phụ ta không? Sư phụ ngươi là ai hả? Chính là hòa thượng trọc đầu, vô cùng thích lải nhải đó. Ông đây đã ăn mấy tên hòa thượng ở sông Lusa này rồi. Ngươi nói xem, tên nào là sư phụ ngươi hả? Cái gì? Hầu cát. Xem ra sư phụ dưỡng nhiều lành ít, nhất định là bị hắn ăn thịt rồi. Ngài không sao chứ? Cút ra xa. Nôn sư phụ ra đây cho ta.
ở trên sông Lusa này, ngươi không làm gì được ta đâu. Sư phụ! Con khỉ đá đó đã động lòng phàm. Ngay chủ công lấy được tim đá, không còn xa nữa. Trái tim đá này vốn nên là của ta. Chuyện mà con khỉ này chưa hoàn thành, ta sẽ làm tiếp giúp hắn. Các người muốn cùng ta đến Tây Thiên lấy kinh hạt Như Lai, dùng ngũ chỉ sơn vây nhốt cơ thể của Tôn Ngộ Không. Bây giờ lại dùng việc lấy kinh vây nhốt trái tim hắn, để hắn hoàn toàn từ bỏ việc chống đối thiên đình, đi theo ngươi như một con chó, không cho ngươi nói Ngộ Không như vậy. Ngộ Không vẫn luôn dùng trái tim đá cứng trắng để bản thân trở thành chiến sĩ vô địch, dọc đường hàng yêu phục ma, bảo vệ cho bọn ta. Yêu tinh hoa đó cùng chung nguồn gốc với Ngộ Không. Số mệnh đã định trước mối duyên tình cảm này, sự sắp xếp của Phật tổ nhất định có đạo lý của người. Phật tổ, giờ ngươi sắp chết đến nơi rồi, sao Phật tổ của ngươi không đến cứu ngươi? Phật tổ hy vọng ngươi biết sai mà hối cải, quay đầu là bờ. Quay đầu, ta sẽ khiến thiên đình này quay về tâm tối. Hòa thượng chết tiệt, ngươi cười cái gì? Ta chỉ đơn thuần thấy là ngươi cười có hơi gượng, ta giúp ngươi thêm tiếng vọng thôi. Mặc kệ ta, ngươi tiếp tục đi. Cuối cùng vẫn không chống lại được chữ tình. Thân thể kim cương bất hoại, bây giờ không còn gì nữa rồi. Cô đừng thấy quân ấy pháp lực ngất trời, chỉ cần quân ấy động chân tình chút thôi là thân thể kim cương bất hoại sẽ mất luôn. Tề Thiên Đại Thánh chớp mắt biến thành một con khỉ bình thường. Cô nói xem, chữ tình này có thể khiến cho người ta như ngọn lửa trong lò phá hủy tất cả, cũng có thể khiến người ta hèn mọn như cát bụi vậy. Nói đến tình cảm thì lão Sử Nam nghìn năm này vẫn còn là một đứa trẻ. Thật sự không ngờ tình cảm của Đại Thánh với sư phụ ngày ấy sâu đậm như vậy. Sư phụ gì cơ? Ai nói sư phụ chứ? Là tình yêu nam nữ. Tình yêu nam nữ? Ý quên là Đại Thánh có người mình thích rồi. Không phải chứ? Ai thế? Làm sao có thể sao lại là ta được? Lẽ nào là Linh Bà? Có lẽ là Trân Châu. Trân Châu xinh đẹp như vậy, bao nhiêu người theo đuổi. Trân Châu đã là người của ta rồi, không ai dám theo đuổi nữa. Bây giờ sư phụ không còn nữa rồi, xem ra phải đưa Trân Châu về Cao Lão Trang đồng phòng trước rồi thành hôn sau, sống một cuộc sống bình thường của heo. Giờ ngọ nước vạn hoa. Giờ ngọ nước vạn hoa. Đưa cho ta bầu trụ. Mau lên, A Chưởng, lấy trụ ra đây. Được thôi, có ngay. Sao thế? Chuyện này là sao? Chết rồi. Đại Thánh như vậy sẽ không sao chứ? Bây giờ đã rơi vào nỗi đau mất đi sư phụ, để Quỳnh ấy yên tĩnh một mình chốc lát đi. Đại Thánh, Quỳnh mau ra đây đi. Đại Thánh, Quỳnh ấy cứng đầu lắm, không khuyên nổi đâu.
khi nào đói sẽ tự ra thôi. Chúng ta đi ngủ trước đi. Yêu linh của bọn họ mất rồi. Linh bà, chuyện này rốt cuộc là sao? Đây là điềm báo cho sự diệt vong của nước vạn hoa của chúng ta. Diệt vong? Tên Tôn Ngộ Không kia chính là viên đá lửa từ trên trời rơi xuống năm xưa, đã hút sạch linh khí của nước vạn hoa, hóa thân thành khỉ đá, khiến nước vạn hoa bị hủy hoại trong chớp mắt. Khó khăn lắm mới giữ được một trấn Lusa, thì hắn lại tới. Xem ra là muốn tuyệt đường của chúng ta mà. Ăn nói bậy bạ. Bên ngoài có một quốc gia tên là nước Ngạo Lai, đất nước gần biển. Giữa biển có một ngọn núi nổi tiếng tên là Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không ở nước Ngạo Lai, Đông Thắng Thường Châu. Ta từng đi học, bà không lừa được ta đâu. Ta thấy ông đọc sách đến ngốc luôn rồi. Đại thánh đến để bảo vệ chúng ta. Ngài ấy nói sẽ bắt thần cát cho ta làm ngựa cưỡi. Mọi người không thể vu oan cho đại thánh được. Ta thấy Trư Bát Giới rất tốt. Tôn Ngộ Không cũng chỉ là hơi xấu tính một chút, không giống như muốn tuyệt đường của chúng ta. Đúng đó Linh bà, đừng có hiểu nhầm gì không? Hay là ta đi tra xem gia phả của họ. Người tra gia phả cái gì chứ? Người biết chữ đấy à? Tuy nước vạn hoa bị diệt phong, nhưng linh hồn gắn liền với tính mạng mọi người vẫn luôn cho ta trông coi ngày đêm. Bây giờ linh hồn càng ngày càng yếu, ngàn cân treo sợi tóc, các ngươi lại đi bảo vệ một người ngoài. Các ngươi nghĩ đi, từ khi Tôn Ngộ Không đến đây, chỗ chúng ta đã từng yên ổn chưa? Vậy bọn ta phải làm sao? Tên Tôn Ngộ Không này quá giỏi. Nếu Tiểu Mang có thể lấy được trái tim đá thì có lẽ chúng ta còn có thể thoát được kiếp nạn này. Nếu Tiểu Mang không thành công thì đành để mọi người cùng ra tay thôi. Tôn Ngộ Không ghê gớm như vậy, sao bọn ta đánh lại được hắn chứ? Đúng vậy, đúng đó. Nếu không lấy được tim đá, chúng ta đều sẽ phải chết. Đều chết sao? Ôi trời ạ. Sao hôm nay yên tĩnh vậy? Đại thánh, mau chạy đi! Đại thánh, mau chạy đi! Đại thánh! Đại thánh, mau chạy đi! Đại thánh, mọi người mau chạy đi! Mọi người đang làm gì vậy? Ta biết ngay, người không ra tay được. Các người mau về đi. Thủy Tiên A Chưởng mau bảo mọi người về đi. Vì để chúng ta có thể sống tiếp, chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi, lão đại. Đừng quậy nữa. Bọn ta đã thu phục được con yêu quái ăn thịt các người từ lâu rồi. Mau về nấu cơm đi, đói rồi. Trân Châu, cô muốn làm gì thế? Trừ ca ca xin lỗi, nếu không lấy được tim đá của đại thánh, bọn ta đều sẽ chết. Cô đã có trái tim ta rồi, mà cô muốn trái tim con khỉ đó nữa. Sao cô tham lam thế? Ngươi qua đây. Đại thánh, đều do mọi người nhất thời hồ đồ, ngài hãy tha cho mọi người đi. Đại thánh, tha cho mọi người đi. Ông ơi, ông làm sao vậy? Ông ơi, ông làm sao vậy? Đại thánh, tha cho bọn ta đi. Thấy cả rồi chứ, đây đều là do người ban tặng đó. Trước đây, viên đá linh khí người rơi xuống
phá hủy nước Vạn Hoa bọn ta. Sự xuất hiện của ngươi là điềm báo cho sự diệt vong của nước Vạn Hoa bọn ta. Chỉ khi lấy được trái tim đá của ngươi, bọn ta mới có thể giữ được tính mạng. Đây là điều ngươi nợ bọn ta. Người ta cung kính chúng ta như thần Phật, quên lại suýt thì lấy mạng người ta luôn. Vì nước Vạn Hoa, vì để chúng ta có thể sống tiếp. Nếu không lấy được trái tim đá của Đại Thánh, bọn ta đều sẽ chết. Đây đều là do ngươi ban tặng đấy. Đại Thánh, ngài hãy tha cho mọi người đi. Đại Thánh, tha cho bọn ta đi. Đây là điều ngươi nợ bọn ta. Cuối cùng cũng mắc bẫy rồi. Chủ công đã lấy được tim đá của Tôn Ngộ Không. Hòa thượng chết tiệt, bây giờ có thể tiễn người lên đường rồi. Yêu quái phu nhân, nói thẳng thắn nhé, nếu người có thể tiễn ta lên đường thì ngươi đã tiễn ta từ lâu rồi. Ngươi tưởng ta thật sự không giết được ngươi sao? Dù sao thì giết người cũng phải có can đảm. Chủ công của bọn ta là tâm ma chính kiếp trước của người hóa thành. Trước khi lấy được trái tim đá của Tôn Ngộ Không, ngài ấy vẫn cần phụ thuộc vào trái tim của ngươi nên mới không giết ngươi. Nghe ngươi nói như vậy thì ta hiểu rồi. Thảo nào hắn lại ghét ta như vậy. Dù sao bất cứ ai cũng có lúc ghét bản thân mình, ghét đến cùng cực cũng sẽ hóa thành tâm ma. Ngươi mau giết ta đi, ta lại bắt đầu ghét bản thân mình rồi. Không hợp để ăn. Ta vẫn muốn tắm một lần trước khi chết. Quên không nói cho ngươi rồi, thực ra yêu giới các ngươi vẫn luôn có hiểu nhầm lớn đối với Bần Tăng. Vì để xóa bỏ hiểu nhầm này, Phật Tổ đã cố ý khắc mấy chữ sau lưng ta, đó là sau khi yêu quái các ngươi nhìn thấy sẽ không muốn ăn ta nữa. Khoan đã, sư phụ, con đến muộn rồi. Yêu quái đại ca, ta cũng không nhận ra ngươi. Có gì từ từ nói, đừng tấm ta. Con được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, có công đến cứu người, nhưng con đến muộn rồi. Ta đã viết thư cho Quan Âm đại sư, người nhận được rồi. Vậy ngươi không đến muộn, ngươi đến vừa đúng lúc. Tuy con đến muộn, nhưng con sẽ không nói ra. Sư phụ, trái tim bất tử là của ta rồi. Ta phải để người tan thành mây khói. Hầu ca, đừng mang. Lão đại, lão đại,
Hầu ca, Hầu ca, Hầu ca. Chưa ca ca. Trân Châu. Trân Châu. Trân Châu. Trân Châu. Trân Châu. Chưa ca ca. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Ta không nói các ngươi tiếp tục đi. Đứng gần bọn họ thế này sẽ rất nguy hiểm, mau thả sư phụ xuống. Còn không mau đi giúp đỡ, mau đi. Được rồi, được rồi. Mau đi đi. Vậy sư huynh, sư phụ bảo ta đến giúp huynh. Yêu tinh hoa này sinh ra từ hoàng đá linh khí, nay trở lại về cơ thể ngươi. Duyên tới duyên đi, mọi chuyện đều có số phận của nó. Yêu quái không hiểu, cho rằng lấy được trái tim đá là có thể vô địch. Thật ra vô địch thật sự là trái tim bác ái. Ngộ không? Con đã hiểu chưa? Ngộ không? Xem ra con đã hiểu ra rồi. Đề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đại Thánh Đề Thiên Đại Thánh Đề Thiên Đại Thánh. Hầu ca trở về rồi. Hai đệ đón sư phụ cho ta. Mau đi đi. Được. Sư phụ. Vậy mà chưa chết ư? Yeah.
Còn khỉ chết tiệt, trái tim bất tử của người ở trong người ta, còn lấy gì mà đấu với ta được? Ngươi tưởng mình là Như Lai à? Ở bên này. Bên này. Có phải con thấy khó chịu ở đâu không? Không phải. Chỉ là... Con qua đây. Vị tiên sinh hói đầu này, ta còn chưa hỏi tên con nữa. Sư phụ. Người ở khu vực này, điều gọi con là bá chủ Lusa. Lần đầu gặp mặt, con tặng cái này cho sư phụ làm quà gặp mặt. Cái này ta cũng không muốn nhìn thấy chính kiếp trước của mình. Cũng không hợp với khí chất của ta cho lắm. Ta tặng cái mới cho con. Đặt cái tên mới cho con nữa. Gọi là Sa Ngộ Tỉnh nhé. Sa Ngộ Tỉnh. Thật sự quá hay. Vô cùng hợp với khí chất của con. Được. Sa Ngộ Tỉnh. Sư phụ, con yêu quái đó có làm người bị thương không? Không hề, con yêu quái đó còn mời ta tắm nữa. Sư phụ, con sao không nói ra chuyện của người đâu? Im miệng.
San hô không là lạ thế. Có phải lâu lắm không gặp nên nhớ sư phụ rồi không? Hầu ca, đi thôi. Tới đây. Hầu ca, mau lên nào. Này, đợi ta đã. Đợi ta đã, đồ mập chết tiệt. Nói gì cơ, con khỉ thối tha. Đi nhanh thế. Coi chừng ta đánh lại đó tin không hả? Tới đi. Con khỉ thối tha. Vậy nên đây chính là nguyên nhân Bần Tăng luôn ngồi đợi ở đây. Trưởng lão, ông đang đợi gì vậy? Đợi có người đi qua thì nói chuyện với họ, kể chuyện, kiếm miếng cơm ăn. Trưởng lão, 108.000 dặm này không dễ dàng. Ông đem theo số nước này đi. Chúng ta đi thôi. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Ông ơi, trên đời này có yêu quái thật ư? Lấy đầu đài yêu quái. Yêu quái đã bị Tề Thiên Đại Thánh đuổi chạy hết rồi.世内几多的纠缠，刹那这一息间便注定要落空。曾迷惘的心海化身千百气孔，但愿在风沙之内，别再被捉弄。茫茫然在远去，谁在极乐叹息？ 千丝不断的话别，愿这世太乱。回头遥望这路途，每一个梦醉醒，但愿在紧箍之内，别再乱我情。凡尘若苦如今，只想解脱，不想浸这天。
人曾在意那什么的纠缠，醉眼于清醒间，梦散渐变尘埃。谁人在生死中看得清而破解？没落五指山之内，倒花这身债。茫然回望过去，谁愿时时扑空？一息醒觉且落寞，慨叹这梦内。谁人能在这心间放低一串相思，在日落的沙漠盛放绝世年华。凡尘若苦如今只相计，绝不想争这天。这金刚凭不再废，无不嫌因果，但真